Iran triệu tập đại sứ Anh, Pháp, Đức vì lập trường vô trách nhiệm. Đại sứ của Iran và Israel tranh cãi gay gắt tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tổng thống Biden bị chỉ trích liên quan đến việc Iran tấn công Israel. Nga đánh sập thành trì Ukraine, tiến về Chasovya. Xin chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Anh, Đức và Pháp đã lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel để đáp trả vụ không kích mà Tehran cho là Israel thực hiện hồi đầu tháng này. Theo Reuters, quan chức phụ trách khu vực Tây Âu của Bộ Ngoại giao Iran đã cáo buộc Anh, Đức và Pháp tiêu chuẩn kép vì ba nước này từng phản đối một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Nga soạn thảo với mục đích lên án cuộc tấn công nhằm vào Damas hồi đầu tháng 4. Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận đứng sau vụ tấn công. Quan chức Bộ Ngoại giao Iran cho biết hành động quân sự của Iran nhắm đến các căn cứ của chế độ phục quốc do Thái Israel nằm trong khuôn khổ quyền tự vệ hợp pháp được quy định tại Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc và nhằm đáp trả một loạt tội ác bao gồm vụ tấn công đại sứ quán ở Syria gần đây. Lãnh đạo các nước thuộc nhóm G7, bao gồm Anh, Đức và Pháp, cũng đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về cuộc tấn công của Iran. Theo hãng thông tấn TASS, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về việc Iran tấn công trả đũa Israel, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia, nói rằng đây là một màn đạo đức giả và tiêu chuẩn kép. Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an diễn ra vào ngày 14 tháng 4 theo giờ Mỹ, ngày 15 tháng 4 tại Việt Nam, ngay sau khi Iran tiến hành vụ tấn công Israel bằng 300 máy bay không người lái và tên lửa trong ngày 13 tháng 4 theo giờ địa phương, tức ngày 14 tháng 4 tại Việt Nam, để đáp trả vụ đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria bị săn phẳng hồi đầu tháng 4. Ông Debenzia nói, các vị biết rõ rằng, theo luật pháp quốc tế, việc tấn công vào một cơ quan đại diện ngoại giao là nguyên nhân khơi màu chiến tranh. Nếu các cơ quan đại diện của phương Tây bị tấn công, các vị sẽ không ngần ngại đáp trả và chứng minh lập trường của mình tại căn phòng này bởi vì đối với các vị, những gì liên quan đến các phái đoàn đại diện và các công dân phương Tây là thiêng liêng và cần phải được bảo vệ. Nhà ngoại giao Nga chỉ trích, hôm nay Hội đồng Bảo an đang chứng kiến một màn đạo đức giả và tiêu chuẩn kép của phương Tây thậm chí có phần khó chịu khi phải chứng kiến. Còn theo Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đối binh lưu ý rằng, theo Iran, hành động quân sự của họ là để đáp trả hành động gây hấn của Israel nhằm vào các cơ sở ngoại giao của nước này ở Syria và vấn đề có thể được coi là đã kết thúc. Ông đối binh nói, Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan thể hiện sự bình tĩnh và kiềm chế tối đa, đồng thời giải quyết những khác biệt và tranh chấp phù hợp với mục đích của Hiến trương Liên Hợp Quốc cũng như luật pháp quốc tế để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào nữa. Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng 4 diễn ra theo yêu cầu của Tenaviv. Sau khi Iran mở cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc, Gilad Edan, kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động và lên án hành vi của Iran. Ông Edan cho biết, Iran phải bị ngăn chặn trước khi đẩy thế giới đến điểm không thể quay lại, đến một cuộc chiến tranh khu vực có thể leo thang thành chiến tranh thế giới. Ông Edan cáo buộc Iran đang tìm cách thống trị thế giới và cuộc tấn công của nước này chứng tỏ rằng Tehran không quan tâm gì đến hồi giáo hay người hồi giáo. Trước khi rút một chiếc máy tính bảng ra, chiếu đoạn video quay cảnh Israel chặn máy bay không người lái của Iran phía trên nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của Jerusalem, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người đạo hồi. Ông Eran nói thêm rằng cảnh cáo không còn là lựa chọn nữa, bây giờ lựa chọn duy nhất là lên án Iran và sử dụng mọi biện pháp cần thiết để khiến họ phải trả giá đắt cho những tội ác khủng khiếp của mình. Đồng quan điểm với phía Israel, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood đã yêu cầu Hội đồng Bảo an lên án cuộc tấn công của Iran một cách dứt khoát đồng thời cảnh báo nếu Tehran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ triển khai hành động chống lại Mỹ hoặc thực hiện thêm hành động chống lại Israel, Iran sẽ phải chịu trách nhiệm. Đáp lại, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Said Iravani tuyên bố nước này đang thực hiện quyền tự vệ vốn có khi tiến hành cuộc tập kích Israel. Ông Iravani cho rằng Hội đồng Bảo an đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế khi để xảy ra cuộc tập kích tòa lãnh sự trong khu sứ quán Iran ở Syria. Ông Iravani nói Tây không có lựa chọn nào khác ngoài đáp trả. Thêm rằng Iran không tìm cách làm gia tăng căng thẳng hay chiến tranh, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động xâm lược nào. Ông Irani cũng cho biết hành động của Iran là cần thiết và phù hợp, đồng thời nhấn mạnh sẽ tái khẳng định quyền tự vệ của nước này dù không có ý định tham gia xung đột với Mỹ. Ông cảnh báo nếu Mỹ bắt đầu hành động quân sự chống lại Iran nhằm vào công dân, an ninh và lợi ích của Iran, chúng tôi sẽ sử dụng quyền vốn có của mình để đáp trả một cách tương xứng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdullahian để thảo luận về tình hình Trung Đông. Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng đã lưu ý rằng các hành động thách thức nguy hiểm mới có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Bộ truyền nêu rõ, việc ngăn chặn những kịch bản như vậy và loại bỏ nguyên nhân của chúng phải nhận được sự ưu tiên, quan tâm đặc biệt trong Hội đồng Bảo an. Ông Lavrov và ông Amir Abdullahian cũng khẳng định quan điểm ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Theo Guardian, ngày 14 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những bình luận chỉ trích Tổng thống Biden sau cuộc không kích quy mô lớn của Iran nhắm vào Israel. Ông Trump cho rằng chính quyền đương nhiệm đã thể hiện sự hạn chế ở Trung Đông. Ông nói, Israel bị tấn công vì Mỹ cho thấy sự yếu kém, sự yếu đuối này không thể tin được và sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi còn là Tổng thống. Ông Trump sau đó đã đăng tải thông điệp ủng hộ Israel trên mạng xã hội Twitter. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập lại tuyên bố cứng rắn gửi tới tổng thống Iran Rouhani vào năm 2018 rằng: "Đừng bao giờ đe dọa Mỹ một lần nữa nếu không muốn nếm trải những hậu quả nặng nề." Sau khi ông Rouhani cảnh báo về nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran, trong thời gian nắm quyền, ông Trump đã có nhiều động thái mạnh với Iran, cựu tổng thống Mỹ cũng là người đã ra lệnh ám sát một chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC của Iraq, đồng thời rút Mỹ ra khỏi hiệp định hạt nhân với Iran. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích tổng thống Biden về cách tiếp cận mềm mỏng với Iran. Về phía ông Biden tổng thống mỹ đương nhiệm khẳng định rằng cam kết của mỹ đối với israel trước các mối đe dọa từ iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này vẫn vững chắc trong bối cảnh đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky cũng đã kêu gọi mỹ hỗ trợ các đồng minh sau cuộc tấn công của iran vào israel nói rằng kiev cần giúp đỡ để chống các mối đe dọa từ trên không giống như israel đã làm Bình luận trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky nêu rõ Ukraine đã phản đối Iran dùng máy bay không người lái và tên lửa tấn công Israel. Chúng tôi ở Ukraine hiểu rất rõ nỗi kinh hoàng của các cuộc tấn công tương tự. Đồng thời, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ quan trọng đã bị chặn trong nhiều tháng do tranh cãi chính trị. Theo hãng tin Reuters, lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với những cuộc tấn công mới từ quân đội Nga ở phía đông và các cuộc tấn công hàng ngày vào các thành phố cơ sở hạ tầng. Tổng thống Zelensky nói rằng thế giới đã thấy Israel không đơn độc trong việc phòng thủ, đề cập đến việc Mỹ và các nước như Anh và Pháp đã giúp bắn hạ nhiều máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine đã chờ đợi nhiều tháng để có được gói hỗ trợ quan trọng và vẫn đang chờ Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua, đồng thời nêu rõ rằng không còn thời gian để lãng phí nữa. Về phía mình, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết, ông sẽ nỗ lực đảm bảo việc truyền viện trợ cho Israel trong tuần này sau cuộc tấn công của Iran. Nhưng ông không nói liệu luật này có bao gồm hỗ trợ cho Ukraine và các đồng minh khác hay không. Italia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G7, hôm 14 tháng 4 đã triệu tập một cuộc họp của những người đứng đầu nhóm, gồm nguyên thủ các nước Mỹ, Canada, Italia, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và lãnh đạo Liên minh châu Âu EU động thái diễn ra sau khi tổng thống mỹ joe biden cam kết sẽ có phản ứng phối hợp ngoại giao đối với vụ tấn công bằng máy bay không người lái uav và tên lửa chưa từng có của iran nhằm vào israel dạng sáng cùng ngày tuyên bố của italia nêu rõ với hành động của mình iran đã tiến sâu hơn tới việc gây bất ổn trong khu vực và có nguy cơ gây ra sự mất kiểm soát trong khu vực điều này cần phải tránh theo reuters trong cuộc họp video trực tuyến kéo dài gần một giờ đồng hồ các nhà lãnh đạo G7 đã kêu gọi Iran kiềm chế. Trích tuyên bố của G7, với tinh thần này, chúng tôi yêu cầu Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ ngừng các vụ tập kích. Chúng tôi hiện sẵn sàng thực hiện các biện pháp tiếp theo và đáp trả những sáng kiến gây bất ổn hơn nữa. Nhóm cũng cam kết nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững ở giải Gaza sau hơn 6 tháng xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào hôm 14 tháng 4, Tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố nước này không tìm kiếm chiến tranh sau cuộc tấn công của Iran và sự cân bằng là cần thiết trong tình huống này. Ông Herzog tiết lộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo thế giới và thảo luận thân mật với các đồng minh nhằm ứng phó với hành động của Iran. Ông Herzog nhấn mạnh, chúng tôi đang xem xét tất cả, chúng tôi đang hành động một cách tỉnh táo và sáng suốt. Tôi nghĩ chúng tôi đang ứng xử một cách rất tập trung và có trách nhiệm Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có quyết định phù hợp để bảo vệ người dân Israel. Cùng ngày chính quyền Nga đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái chưa từng có. Bộ ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng chúng tôi đang trồng cậy vào các quốc gia trong khu vực nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Moscow bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước sự gia tăng nguy hiểm mới nhất trong khu vực. Nước này cũng cho biết đã nhiều lần cảnh báo rằng việc thiếu giải pháp cho nhiều cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, chủ yếu là khu vực xung đột Palestine-Israel, sẽ càng làm gia tăng bất ổn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdullahian. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại tuyên bố lên án quyết liệt về cuộc tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có cả tướng cấp cao của Iran. Theo hãng tin AFP ngày 15 tháng 4, các nhà phân tích an ninh đánh giá Israel gần như chắc chắn sẽ trả đũa cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là khi nào trả đũa và trả đũa ra sao. Chuyên gia tư vấn rủi ro quốc tế Stefan Aldran chỉ ra mặc dù hầu hết số drone và tên lửa trên đều bị Israel cùng các đồng minh đánh chặn nhưng cuộc tấn công này đã viết lại mối quan hệ giữa iran israel ông abdra nói theo truyền thống israel có chính sách không khoan nhượng khi đất nước của họ bị một quốc gia khác tấn công ông tin thủ tướng israel benjamin netanyahu không thể không phản ứng ông tamir hayman một cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự israel và là người đứng đầu viện nghiên cứu an ninh quốc gia inss ở israel cũng cho rằng israel chắc chắn sẽ đáp trả ở một giai đoạn nào đó ông dự đoán trên mạng xã hội x phản ứng của Israel rồi sẽ đến, ngay trên đất Iran. Ông Hayman cho rằng Israel sẽ trả đũa trên đất Iran, nhưng khuyên các nhà lãnh đạo Israel nên chờ đợi và để bên kia, tức Iran, lo Âu trong tình trạng không chắc chắn. Về mục tiêu nhắm tới, bà Shimasai, cựu điệp viên Mossad, cơ quan tình báo của Israel và là người đứng đầu chương trình INSS Iran nói, nếu Israel trả đũa, cuộc tấn công sẽ được thực hiện trong cùng khuôn khổ, nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự không phải khu vực dân sự và có thể không phải mục tiêu kinh tế. Ông Adran nói thêm, để hạn chế nguy cơ gia tăng căng thẳng hơn nữa, khi đó Israel sẽ cần hạn chế quy mô tấn công, theo đó sẽ nhắm vào các địa điểm mà Iran đã phóng tên lửa hay các nhà máy sản xuất drone. Sau vụ việc Iran trả đũa Israel, một vận động hành lang của Israel tại Mỹ cho rằng Tel Aviv có thể đáp trả mạnh Iran gấp 10 lần, tấn công vào các cơ sở hạt nhân. Báo Sky News của Anh dẫn lời một thành viên thuộc nhóm vận động hành lang cho Israel tại Mỹ cho rằng Israel sẽ đáp trả đáng kể đối với đòn trả đũa của Iran. Ông Haley Lipman đến từ Ủy ban Liên lạc với Xã hội Israel của Mỹ, The American Israel Public Affairs Committee, AIPAC, nói vì Israel bị tấn công nên làn danh đỏ đã biến mất, Tel Aviv có thể sẽ tấn công Iran. Theo người này, Tel Aviv có rất nhiều lựa chọn đáp trả Iran, một trong số đó là lập tức cho thấy khả năng răn đe. Ông Lipman cho rằng một số người dự báo Israel có thể đáp trả mạnh gấp 10 lần hoặc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, truyền thông Israel cho rằng các động thái tiếp theo của Iran chủ yếu sẽ xoay quanh việc cuộc tấn công của Iran gây thiệt hại như thế nào và mục tiêu chính xác của Tehran là gì. Các lựa chọn đáp trả quân sự của Israel có thể bao gồm các cuộc tấn công vào các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Liban, Syria, Iraq và Yemen, cũng như nhắm vào chính Iran. Nội các chiến tranh của Israel tuyên bố các cuộc tấn công trả đũa có thể được tiến hành để ngăn chặn nguy cơ lặp lại các cuộc tấn công trực tiếp của Iran. Sau ít ngày tấn công cầm chừng vừa qua, lực lượng Hezbollah tại Liban bất ngờ tăng cường tập kích tên lửa sang lãnh thổ Israel. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội sang các vị trí của Hezbollah ở miền Nam Liban. Trong thông báo, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 40 quả tên lửa từ lãnh thổ Liban về phía vùng Thượng Galilee, thuộc miền Bắc Israel. Đây là một trong những đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah sang lãnh thổ Israel trong tháng Tư này, thời điểm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng giữa Israel và Iran, đồng minh số 1 của Hezbollah. Lực lượng Hezbollah đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tập kích, với mục tiêu là một trận địa pháo của quân đội Israel. Tuy nhiên, Hezbollah không cho biết số lượng tên lửa đã bắn sang Israel, cũng như đợt tấn công này có nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria vừa qua hay không. Trước đó, Hezbollah tuyên bố sẽ sát cánh cùng Iran, giáng trả cuộc tấn công của Israel. IDF khẳng định một số quả tên lửa đã bị hệ thống phòng không Israel bắn hạ, số còn lại chủ yếu rơi xuống các khu vực chống trải và không gây ra bất kỳ thương vong nào. Quân đội Israel đã đáp trả bằng một loạt các cuộc không kích và pháo kích vào các địa điểm khởi phát cuộc tấn công, cùng nhiều mục tiêu khác của Hezbollah ở miền nam Liban. Trước động thái của Hezbollah, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 14 tháng 4 thông báo không quân Israel đã tấn công một cơ sở sản xuất vũ khí quan trọng của tổ chức Hezbollah ở khu vực Nabīsīt nằm sâu trong lãnh thổ Liban. Cụ thể, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sử dụng máy bay chiến đấu tấn công một cơ sở sản xuất vũ khí của Hezbollah ở khu vực Nabīsīt gần thành phố Baanbek, đông bắc Liban. Ngoài ra, IDF còn ném bom một số cơ sở quân sự của Hezbollah ở khu vực Ziba ở miền nam Liban, cũng như cơ sở hạ tầng và tiền đồn của nhóm ở khu vực khác. Trước đó, truyền thông Ả Rập đồng loạt cho biết. Israel được cho rằng có thể phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào Liban trong khoảng thời gian cuối mùa xuân, đầu mùa hè năm nay, nếu các nỗ lực ngoại giao hiện nay không thể khiến lực lượng Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới Israel-Liban. Dẫn lại một số nguồn tin Mỹ, các nguồn tin Ả Rập nói rằng một số quan chức trong chính quyền Mỹ cũng đồng tình với nhận định này của giới chức tình báo. Trong đó, một quan chức cấp cao khẳng định chính quyền Mỹ đang hành động dựa trên giả định cuộc tấn công của Israel vào Liban sẽ diễn ra trong ít tháng nữa. Theo quan chức này, Khả năng nổ ra cuộc tấn công là khá rõ ràng. Nhận định về khả năng Israel tấn công bộ binh vào Liban được giới chức Mỹ đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh qua biên giới diễn ra gần như hàng ngày giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Cuộc tấn công và hành động đáp trả giữa Iran và Israel trở thành tâm điểm dư luận thế giới lúc này, dù đây chỉ là bề nổi của tàng băng chìm của mối quan hệ đầy giấy phức tạp giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua. Iran và Israel từng có quan hệ khá gần gũi. Khi Iran nằm dưới sự cai trị của triều đại Pahlavi trong hơn nửa thế kỷ, quan hệ song phương Iran-Israel không hề thù địch. Iran là quốc gia thứ hai có đa số dân theo hồi giáo công nhận Israel vào năm 1950 sau thổ nhĩ kỳ. Lúc này Israel cũng nhanh chóng thiết lập quan hệ với các quốc gia phi Ả Rập, bao gồm hợp tác quân sự và an ninh với Iran. Trong giai đoạn này, Tehran và Tel Aviv trở nên thân thiết dựa trên hợp tác chặt chẽ về các vấn đề quân sự, công nghệ, nông nghiệp và dầu khí. Iran khi đó coi Israel là cánh cửa để nhận được sự ủng hộ và tài trợ lớn của Mỹ. Nhưng mối quan hệ này đã trở thành thù địch từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 khi Tehran quay sang ủng hộ các nước Ả Rập. Theo hãng tin AFP, xét về mặt địa lý và văn hóa, Iran và Israel không có chung đường biên giới và không có bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào. Thêm nữa, người Do Thái đã từng sống ở Ba Tư, nay là Iran, trong khoảng 2.700 năm. Lịch sử người Do Thái cũng từng xem vùng đất này là nơi trú ngụ an toàn, đặc biệt dưới thời trị vì của Cyrus Đại Đế, vị hoàng đế khai quốc của đế quốc Ba Tư vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Sau đó, những thay đổi địa chính trị cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 đã khiến quan hệ Israel-Iran căng thẳng. Hai sự kiện khiến quan hệ giữa Iran và Israel rơi vào tăm tối bao gồm một Sự ra đi đột ngột của ông Muhammad Anwar al-Sadat nhà lãnh đạo Hồi giáo có đường lối ôn hòa, thân Israel và là Tổng thống Ai Cập từ năm 1970 đến năm 1981. 2. Sự thành công của cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 lật đổ vua Mohammad Reza Pahlavi thành lập nhà nước Cộng hòa Hồi giáo theo dòng CIA do Tổng thống Ayatollah Ruhollah Khomeini đứng đầu. Theo các nhà sử học, những người Hồi giáo dòng CIA ở Iran từ lâu đã xem Israel là một quốc gia bất hợp pháp, có hành vi chiếm đất của người Hồi giáo, cũng như đuổi người Palestine ra khỏi quê hương lịch sử của họ Jerusalem. Người CIA còn truyền bá rằng Israel nên sớm được thay thế bằng một vùng lãnh thổ nơi người hồi giáo và người Do Thái có thể sống bình đẳng. Nhà lãnh đạo Iran vào thời điểm đó chỉ thẳng Mỹ và Israel là hai mối đe dọa chính của Iran, đồng thời vạch ra đường lối ngoại giao thân thiện với các nước Ả Rập. Trong những năm 1990, sự kinh địch giữa Iran và Israel ngày càng trở nên rõ ràng khi Iran ngày càng thân thiết với Iraq. Quốc gia từng là mối đe dọa chiến lược đối với Israel trong những năm 1950-1960. Tehran còn hỗ trợ vũ trang cho các phong trào Hồi giáo ở Trung Đông để chống lại Israel, trong đó có phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, kiểm soát giải Gaza, Palestine và lực lượng Hezbollah, Liban. Đầu những năm 2000, căng thẳng Iran-Israel thêm tăng nhiệt khi Tehran đạt nhiều tiến bộ trong việc phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Cho đến hiện tại, tiến sĩ Ali Bilgik, chuyên gia quan hệ quốc tế và an ninh tại Đại học La Brown của nước Anh, nhận định rằng Iran có thể tận dụng xung đột đang diễn ra ở giải Gaza giữa Israel và Hamas để giành lại vị thế lãnh đạo trong thế giới Hồi giáo. Nhưng nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng, thậm chí kéo Hezbollah và Israel vào thế đối đầu trực tiếp, thì các đồng minh phương Tây của Israel cũng có thể sẽ can thiệp nhiều hơn, khiến Trung Đông trở thành chảo lửa xung đột. Vụ tấn công của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel đánh dấu lần đầu tiên Iran trực tiếp tấn công Israel Hành động này cũng đồng thời chấm dứt giai đoạn dài thể hiện sự thù địch thông qua các lực lượng ủy nhiệm giữa hai nước. Đây cũng là diễn biến mới nhất trong những bước gia tăng căng thẳng gần đây tại khu vực Trung Đông, bắt đầu từ việc Israel mở đợt tấn công nhằm vào tổ chức Hồi giáo Hamas ở giải Gaza cho tới việc Iran cáo buộc Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria. Trong một tuyên bố mới đây, tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bakri cho biết cuộc tấn công của Iran đã đạt được tất cả mục tiêu đề ra và nước này không có kế hoạch hành động thêm nữa nếu Israel không trả đũa. Tuyên bố này đồng nghĩa Iran sẽ không tiếp tục tấn công Israel cho đến khi có diễn biến căng thẳng mới. Nói cách khác, hành động đáp trả của Iran đã kết thúc, không còn nguy cơ đe dọa trong ngắn hạn. Trong khi đó, trận tập kích của Iran gây thiệt hại không đáng kể cho Israel. Giới chức Iran chỉ ghi nhận thiệt hại rất nhỏ khi tên lửa Iran lao xuống căn cứ không quân ở sa mạc Negev nhà nghiên cứu địa chính trị Ian Bramer, sáng lập viên tổ chức tư vấn chính sách Eurasia Group, bình luận trên mạng xã hội X rằng Iran dường như đã cố tình thiết kế chiến dịch tập kích sao cho nó dễ dàng bị chặn đứng, chủ yếu chỉ gửi thông điệp gian đe và đưa cục diện trở về trạng thái ban đầu. Về phía Israel, thời báo Israel dẫn nguồn tin quan chức nước này cho biết vẫn chưa có quyết định sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran hay không và sẽ đáp trả như thế nào. Đây là vấn đề được thảo luận tại cuộc họp của nội các chiến tranh Israel. Trước đó, chính phủ Israel đã trao toàn quyền cho nội các chiến tranh chọn phương án đáp trả phù hợp. Nội các chiến tranh Israel gồm Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan cùng thủ lĩnh đối lập Benny Gantz. Israel thiết lập cơ chế này hồi tháng 10 năm 2023 gồm các quan chức chủ chốt hoạch định chiến lược thời chiến sau cuộc đột kích lãnh thổ của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023. Julian Borger, cây bút bình luận quan hệ quốc tế của Guardian nhận định ba cá nhân xem nhau là đối thủ gai góc sẽ định đoạt động thái tiếp theo của Israel nắm trong tay vận mệnh của cả khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Mỹ, đồng minh thân thiết của Israel và trực tiếp hỗ trợ Israel phòng thủ trước đòn tập kích của Iran đang kêu gọi Tel Aviv đáp trả kiềm chế. Iran dường như cũng kỳ vọng Israel sẽ phản ứng theo cách này. Họ liên tục nhấn mạnh thông điệp rằng vấn đề liên quan đến vụ tập kích của Israel nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Damascus đã kết thúc hay chiến dịch lời hứa đích thực đã hoàn thành mọi nhiệm vụ và không cần thêm hành động nào từ phía Iran. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại, nội các chiến tranh của Israel dưới sức ép từ phe cực hữu có tư tưởng cứng rắn sẽ tận dụng cơ hội này để quyết định tung đòn đáp trả vào Iran, đặc biệt là các cơ sở hạt nhân của nước này vốn từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt Tel Aviv. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ hiểu rằng ông Netanyahu sẽ hưởng lợi chính trị nếu giữ Israel lún sâu trong vòng xoáy xung đột áp lực từ các cuộc xung đột đảm bảo liên minh cầm quyền trụ vững và trì hoãn tổ chức cuộc bầu cử mới. Theo giới chuyên gia, có hai kịch bản có thể được đưa ra. Trong kịch bản tốt nhất, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần như chắc chắn sẽ đáp trả Iran và thực hiện các bước tấn công nhằm vào các mục tiêu của quốc gia hồi giáo này theo hướng có kiềm chế và sẽ không dẫn đến một phản ứng đáng kể nào khác của Iran. Trong trường hợp xấu nhất, phản ứng của Israel sẽ rất dữ dội và bao gồm việc bắn phá các địa điểm quan trọng của Iran. Điều này sẽ dẫn đến phản ứng trả đũa tiếp theo của Iran. Mọi việc diễn ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc các bên đánh giá ra sao về mức độ thành công của cuộc tấn công. Hiện chưa rõ Israel sẽ phản ứng như thế nào, kết quả sẽ có sau cuộc họp nội các chiến tranh Israel. Tuy nhiên, theo đánh giá của trung tâm nghiên cứu Atlantic Council, Mỹ có những tín hiệu cho thấy khả năng dẫn tới chiến tranh khu vực là khá thấp. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho hay một đơn vị lính dù Ukraine gồm 9 người đã hạ vũ khí gần Vodianoi trong khu vực Adipka chấp nhận đầu hàng quân đội Nga tại đây. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những lính dù Ukraine này thuộc Lữ đoàn Không vận độc lập số 25 tinh nhuệ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết những tù binh Ukraine này nói rằng họ không nhận được sự huấn luyện chuyên nghiệp và không có lực lượng tăng viện trong thời gian dài dù họ rất cần. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã cung cấp một kênh liên lạc đặc biệt trên tần số vô tuyến điện 149.200 dành riêng cho các binh sĩ Ukraine muốn hạ vũ khí trước quân đội Nga. Theo đó, những binh sĩ Ukraine dùng kênh này có thể được phía Nga định vị và tiếp nhận an toàn, tránh việc lực lượng Ukraine phải mạo hiểm mạng sống khi đi qua các bãi mìn để tới chiến tuyến Nga. Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo, FSB đã cùng Bộ Quốc phòng chặn đứng cuộc đổ bộ của các nhóm phá hoại thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine lên đảo Tendrovskaya ở vùng Kherson. Video quay bằng camera ảnh nhiệt do FSB chia sẻ cho thấy drone Nga thả đầu nổ xuống một chiếc xuồng đứng yên trên mặt nước tạo ra vụ nổ lớn. Đoạn sau của video là hình ảnh thi thể biệt kích Ukraine trên chiếc xuồng cùng số vũ khí mà lực lượng này mang theo cho chiến dịch đổ bộ. FSB nhấn mạnh lực lượng đổ bộ Ukraine đã bị hủy diệt trong cuộc giao tranh nói thêm rằng đã bắt sống một thành viên trong nhóm biệt kích được xác định là binh sĩ cấp cao tên là Jebhen Horin trong video khác do fsb đăng binh sĩ Horin kể lại quá trình bản thân được huấn luyện ở anh để chuẩn bị cho một nhiệm vụ đặc biệt cũng như về các bước chuẩn bị của nhóm biệt kích trước khi đổ bộ lên đảo Tendrovskaya nói thêm rằng hoạt động này được tiến hành dưới sự giám sát của đặc nhiệm hải quân anh sbs trong diễn biến khác sau khi iran tấn công israel tổng thống ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho các đồng minh, bao gồm cả đất nước của ông. Theo báo Pravda của Ukraine, ông Zelensky đã lên án việc Iran dùng máy bay không người lái UAV và tên lửa tập kích lãnh thổ Israel lúc dạng sáng ngày 14 tháng 4. Người đứng đầu Kiev nhấn mạnh các cuộc thảo luận không giúp ngăn chặn UAV hay tên lửa ở Trung Đông hay châu Âu. Ông Zelensky viết trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội X rằng chỉ có sự hỗ trợ hữu hình mới có thể thực hiện được điều này. Chúng tôi đang chờ đợi sự giúp đỡ. Chúng tôi cần phải tăng cường an ninh và kiên quyết đẩy lùi những kẻ tìm cách biến hành động nguy hiểm thành việc bình thường mới. Điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải thực hiện các bước thích hợp để củng cố các đồng minh của Washington vào thời điểm quan trọng này. Ông Zelensky lặp lại lời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ phê chuẩn một dự luật cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho cả Ukraine và Israel dự luật này hiện vẫn bị đình trệ ở Quốc hội Mỹ do bất đồng giữa phe Cộng hòa và chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Theo báo cáo từ Trung tâm Báo chí của Lữ đoàn 67, lực lượng Ukraine đã đánh chặn thành công đoàn xe bọc thép của Nga đang tiến về thị trấn Chasovja. Trung tâm Báo chí của Lữ đoàn 67 cho biết khoảng 20 phương tiện chiến đấu của Nga đã bị phá hủy trong chiến dịch. Các quan chức Ukraine từng nhấn mạnh thực tế khó khăn tại thị trấn này trong bối cảnh pháo binh và hàng không Nga thường xuyên bắn phá khu vực này. Trong hai tuần qua, Ukraine đã cố gắng chuyển lực lượng tiếp viện cho chasopja Bên cạnh đó, Kiev đã triển khai nhiều máy bay không người lái UAV tự sát để cản trở bước tiến của bộ binh Nga trong khu vực. Khi cuộc giao tranh ở Ukraine tại tâm trấn chasopja vẫn tiếp diễn ác liệt, quân đội Nga đã hạ gục một số cứ điểm vòng ngoài của đối phương và tiến vào tiểu khu Kanan. Kênh Riba cho biết, tại Bakhmut, các cuộc đụng độ đã xảy ra tại tiểu khu Kanan ở ngoại ô phía đông Chasovya. Quân đội Nga đã đánh sập thành trì của Ukraine ở khu vực Stupki, Golubovsky 2. Cây Military Summary xác nhận binh sĩ Nga chiếm được toàn bộ hàng cây và công sự ở phía đông thành phố. Tiên tuyến đang đi dọc theo tòa nhà đầu tiên của tiểu khu Kanan. Trước đó, đại úy Vladislav Slominsky, một chỉ huy lực lượng pháo binh của Ukraine, nói rằng đạn pháo quyết định kết quả của trận chiến. Bên nào có nhiều đạn pháo hơn sẽ giành chiến thắng. Hiện tại, Nga đang có nhiều đạn pháo hơn Ukraine, trong khi đó quân đội Ukraine đang nỗ lực tìm kiếm đạn dược cho các loại vũ khí sau nhiều tháng, Quốc hội Mỹ vẫn trì hoãn về gói viện trợ mới. Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiếp tục trì hoãn vấn đề này trong nhiều tháng. Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng khi đang ở thế phòng thủ. Ukraine đang xây dựng thêm các công sự phòng thủ như bong ke, chiến hào và bãi mìn. Giới quan sát đánh giá, Ukraine cần có thêm đạn pháo để giữ vững phòng tuyến cho đến khi các công sự phòng thủ được hoàn thành và trước khi Nga tiến hành một đợt tấn công mới dự kiến vào mùa hè này. Trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã giành ưu thế về pháo binh. Các nhà phân tích và quan chức Ukraine cho biết, Nga đang bắn số lượng đạn pháo nhiều hơn ít nhất 5 lần so với Ukraine. Johan Norbert, nhà phân tích quân sự tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển, cho biết, không thể mong đợi các binh sĩ chiến đấu mà không có đạn dược, đó là điều cơ bản. Theo Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Michael Turner, các quan chức quân sự và tình báo Mỹ đã nói rõ rằng Ukraine không thể cầm cự lâu hơn nữa trước tình cảnh thiếu hụt đạn dược và vũ khí như hiện nay. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky thừa nhận tình hình ở mặt trận phía đông đang trở nên tồi tệ hơn một cách đáng kể, trong khi Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng ở Donetsk kênh Riba đưa tin Nga đã hoàn toàn kiểm soát Berichi ở vùng Donetsk, tuyến phòng ngự lâm thời mà Kiev thiết lập sau khi tháo chạy khỏi Adipka chính thức sụp đổ. Berichi đã hoàn toàn thất thủ, Nga chính thức đập tan ý định giành một chiến thắng danh dự của Ukraine tại Adipka sau khi tiến hành phản công dữ dội. Đã có lúc Nga chỉ còn giữ 10% Berichi, nhưng cuối cùng lực lượng Moscow đã lội ngược dòng thành công. Kiev đã đổ vào đây những đơn vị tình nguyện nhất, như xe tăng Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley, những vũ khí tốt nhất của Mỹ và kết cục đã bị đánh bại hoàn toàn và nhận về một tổn thất cực lớn về người và thiết bị. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang với đánh khu định cư Novo Kalinov và đạt được nhiều tiến triển. Tại Semenivke, họ vẫn đang quyết chiến với Ukraine ở khu vực trung tâm. Pháo và bom hạng nặng vẫn liên tục được thả xuống ngày đêm. Một vùng lãnh thổ lớn nằm giữa Tonenke và Vodian đã được Nga kiểm soát. Bom đã được ném xuống Umanske và Jasnobronivka họ đang tiến rất gần phòng tuyến tiếp theo của Ukraine đặt dọc theo con sông Duna. Mặt khác, theo tướng Sisky, quân đội Nga cũng đang tiến công mạnh mẽ trên các mặt trận Liman và Bakhmut với các nhóm biệt kích được hỗ trợ bởi xe bọc thép. Trên mặt trận Pokrovs, lực lượng Nga đang cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine bằng cách sử dụng hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Ông Sisky cho biết quân đội Nga làm được điều này là do thời tiết khô giáo, nên xe tăng có thể tiếp cận hầu hết các khu vực. Tờ Financial Times mới đây đưa tin Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Các quan chức ở Kiev cũng lo ngại rằng Moscow có thể đang lên kế hoạch tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine ở phía đông bắc. Họ đang huy động hàng trăm nghìn lực lượng và chuẩn bị tấn công thành phố bằng tên lửa. Tướng Sisky cho rằng quân Nga tổn thất nặng trong quá trình tấn công ở miền Đông, nhưng đồng thời thừa nhận đối phương cũng giành được một số kiểm soát về mặt chiến thuật. Bộ Quốc phòng Nga thông tin vào hôm 14 tháng 4 rằng bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không iris và kho đạn dược của Ukraine bị lực lượng vũ trang Nga phá hủy. Nhân sự và trang thiết bị của Ukraine cũng bị tấn công ở 129 địa điểm. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga bắn hạ thêm 41 máy bay không người lái, 3 bom dẫn đường Hammer và Zedam cùng một tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS MLRS do Mỹ sản xuất ở Ukraine. Các đơn vị của lực lượng Nga cũng tấn công mục tiêu Ukraine ở khu vực Kharkov và Sumy theo hướng Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, theo hướng Belgorod, với sự hỗ trợ của hàng không và pháo binh, quân Nga tấn công nhân sự và trang thiết bị của Ukraine tại khu định cư Tenovaya, Gatice ở vùng Kharkov và Radianskoy ở vùng Sumy. Hồi tháng 3, Nga phá hủy nhà máy nhiệt điện Chipinska, nhà cung cấp điện lớn nhất ở khu vực Kiev của Ukraine trong một cuộc không kích quy mô lớn. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 18 tên lửa và 39 máy bay không người lái UAV trong tổng cộng 82 tên lửa và UAV được Nga triển khai. Trong số này còn có 6 tên lửa siêu thanh Kinza nhưng không có hệ thống phòng không nào của Ukraine có thể bắn hạ được. Theo công ty năng lượng Centenego, nhà máy Chipinska gần như bị phá hủy hoàn toàn. Công ty mất 100% sản lượng điện tại ba nhà máy. Theo CNN, trong hơn 2 năm xung đột, Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm cố gắng phá vỡ mạng lưới điện của nước này, cũng như gây ra những khó khăn cho Ukraine vào những giai đoạn mùa đông lạnh giá. Nhà máy điện Chipinska là nhà cung cấp điện chính cho các khu vực Kiev, Chekasi và Zhytomyr, đồng thời là cơ sở cuối cùng thuộc sở hữu của Senchinego. Trong khi đó, lực lượng tác chiến Nga thông báo với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Ukraine đã lần đầu tiên phóng bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB để tấn công thành phố Tokmak ở tỉnh Zaporizhia. Bom GLSDB mà Ukraine sử dụng là loại bom do NATO phát triển. Nhiều nước NATO có sử dụng loại bom này. Bộ phận tác chiến của quân đội Nga cho biết các quả bom GLSDB nói trên đã được Ukraine phóng bằng hệ thống phóng phản lực cơ động cao HIMARS. GLSDB do NATO phát triển nhưng loại bom này không phục vụ trong quân đội Mỹ. Tuy nhiên đã từng có các manh mối cho rằng Ukraine sử dụng bom GLSDB từ tháng 2. Cụ thể, Defense Express khi đó đã công bố đoạn video do binh sĩ Nga đăng tải trên mạng dường như cho thấy Ukraine đã bắt đầu đưa bom GLSDB vào thực chiến. Cụ thể, đoạn video quay lại các mảnh vỡ của một loại vũ khí đặc trong thùng các tông, trong đó có một bộ phận hình vuông đặc biệt với các mã vạch được in phía trên. Theo Defense Express, trong thùng còn có một bộ phận được cho là phần đuôi của quả bom dẫn đường chính xác GBU-39B. Đây có thể là một phần của bom dẫn đường GLSDB, theo như giới quan sát nhận định. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 14 tháng 4, dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh, các đơn vị thuộc cánh quân Bắc ở hướng Bengorod đã tập kích binh lực và khí tài Ukraine tại làng Tenovaya, Gatishche ở tỉnh Kharkov và làng Radianskoye thuộc tỉnh Sumy. Đối phương mất nhiều binh sĩ, 4 xe cơ giới, một pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất và một đài tác chiến điện tử NOTA. Đây là lần đầu cụm từ cánh quân Bắc xuất hiện trong báo cáo xung đột hàng ngày của quân đội Nga các lực lượng Nga tham chiến ở khu vực biên giới giáp tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine trước đây thường chỉ được mô tả là lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia. Động thái này đánh dấu sự xuất hiện của cánh quân thứ 6 trong kế hoạch quân sự Nga đang tiến hành tại Ukraine sau các cánh quân Đông, Tây, Nam, Trung Tâm và Donetsk. Sau khi Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì Adipka vào tháng 2, các đơn vị tiền tuyến của Ukraine bắt đầu lo lắng về nơi tiếp theo sẽ bị Nga tấn công. Trong bối cảnh phương Tây nhận định Moscow đang chuẩn bị cho chiến dịch tiến công quy mô lớn vào mùa hè. Các chuyên gia cho biết, tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine, giáp với tỉnh Belgorod của Nga, chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Moscow nhắm tới. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh và tinh thần của quân đội và người dân nước này. Do vậy, thời gian gần đây, Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố Kharkov, cách biên giới nước này 46 km về phía nam. Mỗi khi các đợt tấn công xảy ra, coi báo động không kích lại vang lên khắp thành phố. Ukraine cho biết, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có hệ thống phòng không S-300 từ sâu trong lãnh thổ nước này để nhắm vào Kharkov, như một phần trong chiến lược khai thác điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng thực hiện các cuộc tấn công kết hợp nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực đông nam sông Dnieper. Các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa cho thấy Nga sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để áp đảo Ukraine trên chiến trường. Ngoài ra, điều này cũng làm bộc lộ điểm yếu của Kiev khi không có đủ hệ thống phòng không ngay cả khi phương Tây đã cung cấp cho nước này một loạt hệ thống như NASAM, IRIS-T, Gepard và Stinger. Đối với Nga, Kharkov là một trong những mục tiêu dễ tấn công nhất. Thành phố này ở gần biên giới Nga, do đó, ngay cả các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot do Mỹ sản xuất mà Ukraine đang sử dụng cũng sẽ gặp khó khăn khi đánh chặn các tên lửa bay với tốc độ cao, di chuyển trên quỹ đạo đạn đạo bởi thời gian phóng đến thời gian hạ cánh của tên lửa diễn ra chưa đầy một phút. Michael Kaufman, giám đốc nghiên cứu về Nga tại CNA, tổ chức nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận, có trụ sở tại Virginia, Mỹ, gọi Kharkov là chiếc mỏ neo vẫn đang chấn giữ mặt trận phía đông. Khi nhắm mục tiêu vào Kharkov, Moscow có thể hướng tới yếu tố thành phố chủ yếu là người nói tiếng Nga. Cựu Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh James Hippie cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, Vương quốc Anh nên xem xét về gửi quân đến Ukraine. Tôi nghĩ một số điều mà Tổng thống Pháp Macron đã đề xuất gần đây là những điều thực sự cần phải cân nhắc, vì việc tham gia trực tiếp vào cuộc giao tranh có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Ông Hippie cho biết thêm, tôi nghĩ bạn phải cẩn thận về cách bạn làm điều đó, bạn phải hết sức cẩn thận để không biến nó thành một cuộc chiến tranh Nga-NATO, và lưu ý rằng rất đáng để khám phá xem cộng đồng các nhà tài trợ Ukraine có thể làm gì. Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là quân đội Anh có thể được triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bên trong Ukraine hay không, ông Hippie nói, điều đó đáng để xem xét. Trong khi tháng trước, người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói với hãng tin TASS rằng Luân Đôn phản đối ý tưởng triển khai quân sự toàn diện và khẳng định rằng binh lính Anh sẽ không chiến đấu bên cạnh người Ukraine. Ngoài ra, Pháp cũng đã từng tìm cách kết nối một liên minh các nước cởi mở với vấn đề gửi binh sĩ sang Ukraine, dù nhiều nước phản đối ý tưởng này. Trong đó, động thái tỏ ra ngày càng khác biệt với thái độ thận trọng hơn của Đức. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejone đã đến Litva để gặp gỡ những nhà ngoại giao từ các nước vùng Baltic cũng như người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba. Ông Shezune nhấn mạnh tại cuộc gặp, Nga không có quyền nói chúng tôi nên giúp Ukraine như thế nào trong những tháng hoặc năm tới. Nga không phải là bên sắp xếp cách chúng ta triển khai hành động hay đặt ra các làn danh đỏ. Vì vậy chúng tôi quyết định nó cùng nhau. Các nhà ngoại giao đã thảo luận về khả năng những binh sĩ nước ngoài đến Ukraine hỗ trợ tháo gỡ bom mìn. Ngoại trưởng Shezune nhiều lần đề cập rằng hoạt động giả phá bom mìn là một khả năng và lưu ý rằng Điều này có thể có nghĩa là sự hiện diện của một số nhân sự ở Ukraine nhưng không tham gia vào cuộc xung đột. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối diện với tình trạng thiếu đạn pháo, khiến việc ngăn chặn các cuộc tấn công dữ dội của Nga trở nên khó khăn. Trước đó, trong phiên chất vấn trước Quốc hội Estonia hồi tháng 3, một số nghị sĩ đã yêu cầu Thủ tướng Kaja Kalas bảo đảm rằng các thành viên lực lượng phòng vệ Estonia sẽ không được triển khai tới Ukraine. Tuy nhiên, bà Kalas đáp, tôi không thể đưa ra các hứa hẹn như vậy vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo cách hiểu của các bạn, có vẻ như sự can thiệp có thể được định nghĩa là bất cứ điều gì. Hỗ trợ quân sự của chúng ta cho Ukraine cũng có thể bị Nga coi là sự can thiệp. Nữ thủ tướng Estonia cho biết thêm, Tallinn rõ ràng đã chọn bên là ủng hộ Ukraine vì coi Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với đất nước mình. Bà Kalas lưu ý, ở thời điểm hiện tại, Estonia dự định giúp huấn luyện binh sĩ Kiev chứ không phải gửi binh sĩ đến tiền tuyến. Theo hãng tin Bentea, Trả lời câu hỏi về khả năng Belarus phải tham gia xung đột ở Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, tôi không thấy khả năng này, hiện tại hay tương lai về sau, Minsk không có nhu cầu như vậy. Tôi từng nói rằng Nga cần một Belarus hòa bình, bình tĩnh thực hiện các nhiệm vụ của mình, tuy nhiên tôi sẽ không chia sẻ chi tiết những gì chúng tôi làm. Tổng thống Belarus lưu ý rằng NATO đang làm mọi cách để lôi kéo Minsk vào xung đột với Ukraine. Theo lãnh đạo Belarus, xét đến biên giới của Belarus với Ukraine, Ba Lan và các nước vùng Baltic, chiều dài của mặt trận nếu Minsk tham chiến sẽ là hàng nghìn km. Chúng tôi phải giữ vững mặt trận này nếu tham chiến và chúng tôi không thể. Chúng tôi không muốn có rắc rối cho chính mình, nhưng quan trọng nhất là không chỉ mỗi Nga mà có lẽ Ukraine cũng cần một Belarus hòa bình. Nhà lãnh đạo Belarus nói, nếu chúng tôi tham gia xung đột, điều này chẳng thay đổi được gì cả. Ukraine đã rào chắn biên giới với Belarus, Kiev đã triển khai tới khoảng 120.000 binh sĩ ở biên giới với chúng tôi. Ukraine muốn đưa lực lượng này ra tiền tuyến, đối đầu với Nga và thay thế bằng lực lượng của Pháp. Chúng tôi rất mong được thấy lực lượng Pháp bảo vệ Ukraine, bởi đó sẽ là một trò đùa. Pháp sẽ không gửi quân tới Ukraine, họ chỉ đang cố gắng đe dọa Tổng thống Nga Vladimir Putin và tôi. Belarus không cần phải tham gia xung đột. Tôi và ông Putin chưa bao giờ thảo luận về vấn đề này. Trước đó, Tổng thống Belarus cho rằng sẽ không có lợi cho Nga nếu ký thỏa thuận hòa bình với chính quyền Ukraine hiện nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo Belarus giải thích ông Zelensky sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5. Điều đó có nghĩa là bất cứ thỏa thuận nào đạt được với chính quyền Tổng thống Zelensky có thể dễ dàng bị chính quyền mới hủy bỏ. Ông nói thêm rằng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cũng có thể buộc Tổng thống mới của nước này từ bỏ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đạt được giữa Moscow và Kiev. Cũng cần phải nói thêm rằng, Nga đã chuyển lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên bố trí tại Belarus nhằm ngăn ngừa nguy cơ một thất bại chiến lược ở Ukraine. Ông Putin nói rằng các đầu đạn nói trên sẽ chỉ được sử dụng nếu lãnh thổ Nga bị đe dọa. Ông lặp lại lời đe dọa mà ông thường nhắc tới kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Tổng thống Belarus Lukashenko cũng thừa nhận nước ông tiếp nhận các đầu đạn của Nga, trong đó có những đầu đạn có sức công phá mạnh gấp 3 lần bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật Bản vào năm 1945. Theo BBC và Reuters, ông Putin cho biết động thái này nhằm ưu tiên kiềm chế và gửi thông điệp tới bất cứ nước nào nghĩ tới việc gây thất bại chiến lược cho Nga. Ông Putin tuyên bố, đây chính xác là một yếu tố gian đe để tất cả những ai nghĩ về việc gây thất bại chiến lược cho chúng ta sẽ không lãng quên hoàn cảnh này. Reuters dẫn lời ông Putin cho biết không còn nữa các cuộc đàm phán về cắt giảm kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga lớn nhất thế giới hiện nay. Khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, ông Putin nói rằng Nga không đe dọa toàn thể thế giới, nhưng nếu nhà nước Nga gặp nguy hiểm thì việc sử dụng các biện pháp cực đoan là điều có thể. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Papliuk vừa qua trên Facebook đã kêu gọi người dân nước này tham gia quân đội và thừa nhận lực lượng vũ trang Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu binh lực. Cụ thể, tướng Papliuk viết, dù cho chúng ta nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ dù chúng ta nhận được bao nhiêu vũ khí, chúng ta vẫn đang thiếu nhân lực. Trong thông điệp của mình, tướng Pabliuk kêu gọi người Ukraine gác cảm xúc sang một bên để tòng quân. Ông hối thúc người dân cần phải hiểu rằng không ai có thể ngồi ngoài và lẩn tránh lệnh động viên quân sự. Bên cạnh đó, ông Pabliuk thừa nhận hệ thống tuyển binh của Ukraine không hoàn hảo và giới chức Ukraine đang tìm cách cải thiện. Ông cũng lưu ý thái độ tiêu cực của người Ukraine đối với nhân viên của cơ quan tuyển quân. Kiev hiện cũng đã lên kế hoạch đẩy mạnh nỗ lực huy động nhập ngũ trong năm, nâng cấp khung pháp lý và làm rõ quy trình tuyển mộ. Vị tư lệnh khẳng định sẽ không có chuyện đưa tân binh ra tiền tuyến mà chưa được huấn luyện cơ bản. Trước đó, giới chức Ukraine đã đề xuất ý tưởng cho phép phụ nữ nhập ngũ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trên chiến trường. Cố vấn quân sự Kiev về các vấn đề giới tính, Oksana Grigorieva lập luận rằng chính phủ Ukraine nên từ bỏ lối tư duy truyền thống và thể hiện sự bình đẳng thực sự trong lực lượng vũ trang. Cố vấn Grigory Eva nói với tờ The Times của Anh rằng hiến pháp của chúng tôi quy định rằng nghĩa vụ của mọi công dân Ukraine là bảo vệ quê hương của họ. Vì vậy, việc phụ nữ phục vụ cho quân đội cũng là điều đúng đắn. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hơn 45.000 phụ nữ hiện đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Năm 2023, tất cả phụ nữ Ukraine có bằng y hoặc dược đều phải đăng ký phục vụ trong quân đội. Tháng 1 năm 2024, Bộ Quốc phòng Ukraine đã mua 50.000 bộ đồng phục nữ lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột nga ukraina diễn ra vào năm 2022. Trong khi đó, Andriy Yusov, phát ngôn viên của Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine GUR, nói với Kiev Post rằng Nga có thể đang tích cực tuyển dụng các nữ tù nhân vi phạm tội hình sự ra chiến trường để đối phó Ukraine. Tháng 11 năm ngoái, Điện Kremlin nói rằng các tù nhân này sẵn sàng chuộc tội lỗi vì họ chấp nhận ra trận dưới những cơn mưa đạn pháo. Tuy nhiên, Nga chưa bao giờ đề cập đến việc tuyển nữ tù nhân trước đó. Đây không phải là lần đầu Ukraine cáo buộc Nga đưa nữ tù nhân ra chiến trường. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đề cập tới sự tồn tại của một đoàn tàu chở nữ tù nhân cho lực lượng Nga ở khu vực Donetsk nhằm bù đắp cho thiệt hại trên tiền tuyến. Thông tin của ông Joseph cũng được đưa ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục gặp phải tình trạng thiếu nhân lực trên chiến trường. Trong khi xung đột giữa Ukraine và Nga ngày càng khốc liệt hơn, việc chờ đợi viện trợ từ các nước phương Tây lại đang ngày càng bị hạn chế. Ukraine cần phải xây dựng và duy trì phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước để không phải phụ thuộc vào phương Tây trong nhiều năm tới. Thực tế, các đồng minh và đối tác đều đã có lúc ngần ngại gửi các hệ thống vũ khí tinh vi, bao gồm hệ thống phòng không, xe tăng, pháo tầm xa và tên lửa cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không và chỉ các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp, cụ thể là hệ thống Patriot, mới cho phép nước này phòng thủ trước kế hoạch tấn công tăng cường từ Nga. Kép tiếp tục đánh giá, Mỹ sẽ không cần gửi các gói viện trợ an ninh lớn tới Ukraine vô thời hạn nếu Kiev có thể mở rộng đủ khả năng công nghiệp quốc phòng của mình. Tuy nhiên, việc cung cấp hệ thống phòng không và tên lửa cho Ukraine là rất quan trọng đối với khả năng của họ trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và ngành công nghiệp quốc phòng. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận kế hoạch tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine một phần nhằm mục đích phá hủy ngành công nghiệp quốc phòng nước này, đồng thời xác nhận đánh giá hiện tại của ISVK rằng các cuộc tấn công của Moscow nhằm vào các cơ sở năng lượng của đối phương là nhằm mục đích làm suy giảm khả năng công nghiệp quốc phòng. Trước đó, các lực lượng Nga đã gia tăng đáng kể những cuộc tấn công trên không vào các vị trí trên chiến trường Ukraine trong năm 2024. Chiến thuật giải thảm bom lượn cũng được ISVK đánh giá đã đạt hiệu quả trong những chiến thắng của Nga ở các khu vực trọng điểm. Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba cũng thừa nhận bom lượn cho phép Nga phá hủy các mục tiêu và tiến công qua các đống đổ nát đó cũng là lợi thế chính của Moscow trên chiến trường ở thời điểm hiện tại. Theo trang Business Insider, Nga sở hữu nhiều loại bom lượn, trong đó có những quả nặng tới gần 3 tấn. Chiến thuật bom lượn cho phép Nga tấn công lực lượng Ukraine từ một khoảng cách an toàn mà không cần mạo hiểm đưa các chiến đấu cơ đến gần hệ thống phòng không của Ukraine. Cách hiệu quả nhất để đánh chặn loại vũ khí này là bắn hạ các chiến đấu cơ trước khi chúng kịp thả bom. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Ukraine phải đưa hệ thống phòng không đến gần tiền tuyến hơn, nơi các hệ thống này dễ dàng trở thành mục tiêu bị tấn công. Ukraine cũng sẽ phải điều động nguồn lực phòng không hạn chế khỏi các khu vực khác. Trong khi đó, Ukraine cũng đang thiếu hụt đạn dược trầm trọng. Theo ISV, chiếc ô phòng không của Ukraine không được phép suy yếu, nếu không sẽ cho phép Nga tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng bom lợn trên quy mô lớn, thậm chí là tiến hành thường xuyên các hoạt động tấn công quy mô lớn nhằm vào những tuyến logistics gần tiền tuyến cũng như các thành phố của Ukraine. Hãng tin Netta Vision của Na Uy đưa tin, Na Uy đã được Mỹ bật đèn xanh để chuyển 22 máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine, cũng như động cơ, vật liệu phụ trợ, thiết bị mô phỏng, phụ tùng thay thế và các thiết bị liên quan khác. Ấn phẩm cũng lưu ý, không phải tất cả 22 máy bay chiến đấu đều hoạt động bình thường, một số máy bay trong số đó có thể được sử dụng làm phụ tùng thay thế. Netta Visen cho biết 12 chiếc F-16 của Na Uy có thể đủ điều kiện bay, Nước này đã lên kế hoạch bán chúng cho công ty Draken International của Mỹ theo hợp đồng được ký vào tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, thỏa thuận mua bán đã không được tiến hành và những chiếc máy bay này sẽ được triển khai bảo vệ không phận Ukraine. Oslo không tiết lộ khung thời gian Kiev sẽ nhận được F-16, nhưng cho biết việc chuyển giao sẽ không được tiến hành trước hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra ở Washington vào tháng 7 năm nay trước khả năng các quốc gia phương Tây viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine hồi đầu tháng 3 khi được hỏi về những chiếc máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây hứa hẹn gửi tới cho Ukraine, Tổng thống Putin cho biết những chiến đấu cơ này sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường. Hãng tin TASS dẫn lời ông Putin nói với các phi công tại một cuộc gặp ở phía tây bắc Moscow rằng nếu họ cung cấp F-16, dường như họ cũng đang suy tính về việc đào tạo phi công thì điều này sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường và chúng ta sẽ phá hủy máy bay đó giống như chúng ta phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị khác bao gồm bệ phóng tên lửa phóng loạt. Đồng thời, tổng thống Nga cũng cho rằng F16 có thể sẽ mang theo vũ khí hạt nhân và nếu những chiến đấu cơ này được sử dụng ở sân bay tại các nước thứ ba thì chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga ở bất cứ đâu chúng có thể hiện diện. Tuyên bố này của Putin chỉ vài giờ sau những phát biểu trước đó của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba về việc F-16 sẽ đến Ukraine trong những tháng tới. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt Whitney F-100 PVK-200 lực đẩy tối đa 106 KN có đốt sau Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 tương đương 2.400 km h tầm bay khoảng 4.200 km. Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh. Trung tâm tình báo Osin vừa qua đã đăng tải một đoạn video kèm nội dung Su-27 Flanker của không quân Ukraine phóng quả bom dẫn đường tầm xa AASM-250 Hammer do Pháp cung cấp. Cơ quan này không tiết lộ khu vực mà quả bom được phóng đi, nhưng khẳng định đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được Ukraine sử dụng trên máy bay Su-27. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Le Cognou, Ukraine đang nhận được 50 quả bom A2SM mỗi tháng. Bom A2SM, hay còn gọi AASM Hammer, tương thích với máy bay liên xô cũ và được xem là yếu tố thay đổi thế trận trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. A2SM là sự kết hợp giữa bom và tên lửa, nhưng về mặt kỹ thuật, nó là một loại bom thông thường với bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm xa và độ chính xác khi tấn công. AASM có trọng lượng từ 125 kg đến 1.000 kg. Tầm xa được công bố của quả bom là hơn 70 km. Đây là thông số quan trọng vì nó cho phép thả vũ khí tầm xa từ khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ và trần bay của máy bay mang quả bom trong quá trình phóng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bom có thể phát nổ trên không mà không cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Hồi tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này cung cấp cho Ukraine hàng trăm quả bom dẫn đường để nước này có thể đối phó trước các cuộc tấn công của Nga. Cũng trong đầu tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã bắn hạ được quả bom có dẫn đường AASM Hammer do Pháp sản xuất. Hammer được xem là một trong những biện pháp đối phó của Ukraine trước việc Nga ngày càng sử dụng nhiều máy bay chiến đấu gần tiền tuyến để thả bom dẫn đường cực mạnh vào các vị trí của Ukraine và dọn đường cho bộ binh tiến lên. Nga giờ đây chiếm ưu thế vượt trội hơn trên bầu trời nhớ bom lượn thông minh vì chúng có thể mang lượng thuốc nổ lớn, khả năng phá hủy trên diện rộng và khá chính xác. binh sĩ Ukraine nhiều lần thừa nhận đây là một trong những vũ khí đáng sợ nhất của Moscow. Bom thông minh của Nga cũng có cơ chế tương tự như Hammer và Jdam. Về bản chất, quả bom dẫn đường sẽ là bom thường được gắn thêm thiết bị đặc biệt. Tuy nhiên, kho bom của Nga được xem nhiều vượt trội Ukraine và Moscow cũng có nhiều tiêm kích hơn để ném chúng. Vì vậy, Nga có ưu thế lớn hơn đối phương trong cuộc đua liên quan tới dòng vũ khí này trong bối cảnh bế tắc khi giao tranh với nga do thiếu đạn dược và nhân lực ukraine đã tăng cường tấn công sâu vào đằng sau chiến tuyến của nga nhắm vào tàu chiến các tuyến đường sắt và sân bay của đối phương nhằm làm giảm bớt các hoạt động quân sự của moscow forbes đưa tin nga đang phải đối mặt với một mối đe dọa mới đằng sau chiến tuyến những trông sắt bốn cạnh có thể gây nổ lốp xe do uav thả xuống các tuyến đường về mặt bản chất trông sắt bốn cạnh là loại vũ khí đã được sử dụng từ lâu trong các cuộc xung đột. Ukraine giờ đây đang sử dụng chúng nhằm khiến các đoàn xe chở hàng tiếp tế của Nga bị nổ lốp. Trong thời gian những chiếc xe này dừng lại, Ukraine sẽ điều khiển UAV tự sát tấn công hoặc ném thuốc nổ xuống để phá hủy. Hậu cần là một phần quan trọng hàng đầu, là huyết mạch trong mọi cuộc giao tranh. Trong các cuộc giao tranh, các bên đều rất cần được cung cấp lượng lớn quân tư trang, vũ khí, đạn dược, lương thực để duy trì chiến sự. Ngoài ra, các chuyên gia và giới chức Ukraine cho hay Kiev hy vọng sẽ có thể làm gián đoạn các tuyến hậu cần và hoạt động chiến đấu của Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, nơi cung cấp nhiên liệu cho xe tăng, máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự quan trọng khác của Moscow. Hồi đầu tháng, tờ European Pravda dẫn lời một quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO giấu tên cho biết trong tháng 3, Liên bang Nga đã gia tăng đáng kể lượng xăng dầu nhập khẩu từ Belarus và áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng để bình ổn giá trong nước. Theo nguồn tin, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong thời gian qua có thể đã làm giảm trên 10%, thậm chí có thể là hơn 15% công suất lọc dầu của Liên bang Nga. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, việc sửa chữa các cơ sở lọc dầu bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công có thể mất một khoảng thời gian đáng kể và làm phát sinh thêm chi phí tài chính. Nguồn tin cũng chỉ ra rằng một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã được tiến hành ở khoảng cách hơn 1.000 km, đồng thời nhấn mạnh tới quy mô của các cuộc tấn công. Nguồn tin kết luận, tôi tin rằng trong tương lai, ngày càng ít cơ sở hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng và nền kinh tế Liên bang Nga sẽ ngày càng bị ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin các công ty dầu mỏ của Liên bang Nga đang gặp khó khăn trong việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu do lệnh trừng phạt của phương Tây và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine có thể làm trầm trọng thêm vấn đề này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 4 đăng video pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của nước này di chuyển về phía thành phố Kupyansk tại tỉnh Kharkov. Khẩu pháo sau đó dừng lại giữa đường và liên tục khai hỏa. Đoạn sau của video được quay bằng máy bay không người lái UAV trinh sát trang bị camera ảnh nhiệt, cho thấy các quả đạn rơi xuống cứ điểm của lực lượng Ukraine, tạo ra các vụ nổ lớn có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổ vận hành pháo tos 1 a đã phá hủy các cứ điểm, nhân lực và thiết giáp của đối phương ở khoảng cách hơn 5 km. Anmas, thành viên tổ điều khiển pháo tos 1 a cho biết, họ nhắm chính xác vị trí lực lượng Ukraine nhờ được UAV chỉ thị mục tiêu, thêm rằng đã thực hiện tổng cộng 2 vụ tập kích trong ngày Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Được mệnh danh là pháo phun lửa, pháo phản lực TOS-1 được phát triển từ thời Liên Xô với khả năng khai hỏa đạn nhiệt áp, có nhiệm vụ diệt bộ binh, các loại khí tài và công trình, bao gồm cả công sự kiên cố. Lực lượng Ukraine gần đây cũng tăng cường sử dụng vũ khí nhiệt áp chống lại lực lượng Nga. Lữ đoàn cơ giới số 28 Ukraine đầu tháng này đã đăng video triển khai drone mang đầu đạn nhiệt áp tập kích ngôi nhà mà binh sĩ Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk, khiến công trình sụp đổ trong chớp mắt. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh tác chiến của phá phản lực nhiệt áp TOS-1A Sonsepec. Sau khi binh sĩ Nga nạp đạn và khai hỏa, đoạn video cho thấy các mục tiêu của Ukraine ở bờ phải sông dnep nổ tung. Thách thức lớn nhất của Ukraine là tác chiến trong điều kiện vượt sông khi Nga đã tập hợp hỏa lực xuống khu vực này, không ngừng bắn phá vào các vị trí của Ukraine cả ở bờ phải và bờ trái con sông. Trong thời gian qua, các hệ thống nhiệt áp hạng nặng của Nga đã thể hiện uy lực trên chiến trường khi phá hủy nhiều mục tiêu kiên cố của Ukraina, Nga sử dụng đạn nhiệt áp trong nhiệm vụ tập kích vì loại đạn này có thể gây ra sức công phá lớn với mục tiêu kiên cố của đối phương. Tuy nhiên, vào hồi tháng 1, lực lượng đặc nhiệm Ukraina SOF đã đăng lên Telegram video phá phun lửa TOS-1A Solntsepek của Nga bị tập kích khi ẩn nấp trong khu rừng ở mặt trận phía Nam. Trong video, máy bay không người lái UAV trinh sát của đặc nhiệm Ukraina phát hiện tổ hợp pháo TOS-1A dưới tán cây. UAV sau đó chuyển tọa độ mục tiêu cho trung tâm chỉ huy để triển khai đòn tập kích. Đòn đánh đã tạo ra nhiều vụ nổ nhỏ và kết thúc bằng một vụ nổ lớn cùng một cột khói hình đấm bay lên bầu trời. Đây là hình ảnh đặc trưng khi đạn nhiệt áp của pháo TOS-1A bị kích hoạt. Hãng TASS ngày 12 tháng 4 dẫn lời ông Vladimir Yamakov, vụ trưởng vụ kiểm soát và không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc sử dụng vệ tinh thương mại trong hoạt động chiến đấu đang trở thành mối đe dọa ngày càng tăng. Cụ thể, ông cáo buộc rằng Ukraine chủ động sử dụng mạng lưới vệ tinh phi chiến đấu Starlink của Mỹ trong các hoạt động quân sự chống lại Nga. Theo ông Yamakov, Nga xem đó là mối đe dọa ngày càng tăng khi các vệ tinh thương mại và cơ sở hạ tầng mặt đất liên quan được tuyên bố là hệ thống phục vụ mục đích dân sự, được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền. Nhà ngoại giao này nói rằng hành động đó là không thể chấp nhận. Ông cảnh báo, chúng tôi cũng tin rằng hậu quả là tính bền vững lâu dài của các hoạt động không gian và nhiều quá trình kinh tế xã hội phụ thuộc trực tiếp vào việc ứng dụng công nghệ vũ trụ sẽ gặp phải những rủi ro phi lý. Yếu tố này ảnh hưởng tới lợi ích của đa số các nước thành viên Liên Hợp Quốc, nhất là các nước đang phát triển. Ngoài ra, hãng thông tấn TASS cho hay, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo nhấn mạnh nỗ lực được cho là của Ukraine nhằm can thiệp vào các vệ tinh liên lạc dân sự của Nga cụ thể bộ này tuyên bố như sau chính quyền kiev với sự tham gia của các chuyên gia từ một số nước ngoài đang nỗ lực gây ảnh hưởng lên các vệ tinh liên lạc dân sự của nga theo bộ ngoại giao nga hành động trên là sự vi phạm nặng nề luật pháp quốc tế và nga có quyền phản ứng thích hợp không chỉ vậy moscow còn nhấn mạnh rằng họ có sẵn tất cả các nguồn lực cần thiết để hành động các vệ tinh đóng vai trò quan trọng trong xung đột nga ukraine hiện nay trong không gian vũ trụ nga có năng lực cao hơn ukraine dựa trên những gì mà các chuyên gia vũ trụ đã nói với tờ Eurasian Times, thì có khả năng Ukraine với sự giúp đỡ của phương Tây đã can thiệp vào các dòng chảy dữ liệu giữa các vệ tinh Nga và các trạm mặt đất. Theo đài RT, hiện chưa rõ chính xác Kiev đã cố gắng phá vỡ các vệ tinh như thế nào, do Bộ Ngoại giao Nga không giải thích thêm. Sứ sở Bạch Dương đã nhiều lần bị gián đoạn phát sóng truyền hình trong thời gian diễn ra xung đột với Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky từng xuất hiện chớp nhoáng trên truyền hình ở Tây Nam Nga hồi tháng 1 chính quyền vùng Bengorod thừa nhận sự gián đoạn đã ảnh hưởng đến các chương trình phát sóng vệ tinh và dẫn đến sự cố như vậy. Ngược lại, Ukraine cũng hứng chịu việc gián đoạn phát sóng tương tự. Sự cố đáng chú ý nhất với nước này xảy ra hồi tháng 6 năm ngoái, khi hai kênh truyền hình thể thao Ukraine phát sóng cuộc phỏng vấn của Tổng thống Nga Putin thay vì một trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ World Cup. Các chính phủ và các công ty tư nhân của phương Tây đã cung cấp cho Kiev công cụ phủ sóng vệ tinh suốt nhiều tháng qua. Trong đó, các vệ tinh Starlink do công ty spacex của tỷ phú công nghệ mỹ elon musk vận hành đã trở thành công cụ quan trọng của quân đội ukraine trong xung đột với nga